Chúng ta học bài Swing Menu Component, một số cái component liên quan đến menu. Chúng ta học bài ngày hôm nay gồm có nội dung như là các thành phần của menu này, rồi file dialog này và ztoolbar. Chúng ta tìm hiểu nè, một số thành phần component liên quan đến menu là cái gì. Thì thông thường trong một cái ứng dụng, tức là trong một cái chương trình của các bạn, thì phải có những cái tính năng chính, đúng không? Những tính năng chính là sao? Tức là những tính năng mà ứng dụng nào cũng cần phải có. Tôi nói ví dụ nha, bất kỳ một cái tính năng nào cũng có, bất kỳ một cái ứng dụng, một cái chương trình nào cũng có cái phần là thoát chương trình, đúng không? Chức năng thoát chương trình, hoặc là chức năng gì, tạo mới một cái chương trình mới này, hoặc là gì, save nội dung này, hoặc là cái gì, open, tức là mở một cái nội dung nào đó, đúng không? Thì đây là những tính năng chính. Tính năng chính có nghĩa là chương trình nào chúng ta cũng cần phải những tính năng đó, không? Nó là một cái kêu bằng là nó là một những cái chuẩn ha. Thì thông thường á, nếu mà chúng ta sử dụng những cái nút nhấn này thì cũng được, đúng không? Chúng ta khai báo những cái nút nhấn, những cái button á, và chúng ta thực hiện cài đặt những cái nút nhấn này trong một cái chương trình thì vẫn được ha. Tuy nhiên trong một cái chương trình thì chúng ta sẽ sử dụng một hệ thống các cái menu, tức là một cái hệ thống mà nó hướng dẫn cho chúng ta sử dụng những cái chức năng chính đó một cách là nhanh chóng, được không? Đó. Thì một cái hệ thống menu thì nó sẽ có hình dạng như thế này. Thì chúng ta nhìn lên chúng ta thấy là bất kỳ một cái chương trình nào nó cũng có gì, file này, edit này, format, view hay gì đó, không? Được không? Các bạn mở một cái chương trình, một cái ứng dụng nào trên cái giao diện nó cũng có cái hệ thống menu cả. Đơn giản tại vì cái menu nó giúp cho sử dụng những cái tính năng chính của ứng dụng. Rồi. Thế thì để tạo ra một cái menu như vậy á, thì đầu tiên là chúng ta phải làm quen cái khái niệm là menu bar. Menu bar là một cái thanh menu để nó chứa những cái menu trong đó, được không? Nó có chữ bar trong đây, tức là thanh menu. Thì để tạo ra thanh menu chúng ta sử dụng cái class đó là gmenu bar, được không? Gmenu bar. Mà cái cframe của mình để thiết lập cái thanh menu thì dùng cái phương thức là set menu bar, được chưa? Như vậy mình mới chỉ có cái thanh menu mà mình chưa có cái menu trên đó, đồng ý không? Mình chưa có menu trên đó. Thì ở đây là một cái ví dụ ha. Chúng ta tạo ra được một cái menu bar, và chúng ta cái frame của chúng ta đó là chúng ta add cái menu bar đó thông qua cái phương thức là set menu bar. Được chưa? Rồi. Sau đó thì chúng ta có cái thanh menu rồi thì chúng ta mới tạo ra cái menu, được không? Hay nói cách khác, nếu như tôi sử dụng gmenu thì cái gmenu của tôi chỉ mới có, ví dụ cái này là gframe của tôi ha, gframe. Rồi, sau đó cái này là cái gì? Gmenu bar. Chưa có menu trên đó, chỉ có một cái thanh thôi, được không? Nếu các bạn biết ứng dụng, các bạn mới tới đây thôi, là nó chỉ có cái thanh thôi, có gì hết. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta tạo ra menu. Để tạo ra menu chúng ta có thể dùng hai constructor mặc định là gmenu. Constructor thứ hai là gmenu, trong đây nó có cái label, tức là cái tên của menu. Cái tên menu giống như là gì? File nè, edit nè, format nè, view nè, heo nè, đúng không? Như vậy để tạo ra một cái menu thì chúng ta dùng phương thức là gmenu. Rồi, cái menu bar của mình á, phải add cái gmenu lên, đúng không? Đúng không? Add thì chúng ta thông qua hàm gì? Hàm add. Gmenu.add ở đây. Rồi, nó có một cái phương thức trong hàng gmenu, phương thức đặc biệt đó là cái menu này là một cái đường gạch ngang thôi, separator, một cái đường gạch ngang để ngăn cách, để nó gom nhóm những cái chức năng cùng giống nhau thôi về một cụm, một nhóm ha, và sau đó đến một cái nhóm khác. Hiểu không? Tức là để cho nó rõ ràng thôi chứ nó không có tác dụng gì hết á, để cho nó rõ ràng nữa thôi. Đó. Rồi, tiếp tục là set name list, tức là thiết lập
Đây, mắt nha. Mắt bắt bút nha. Phải cẩn thận nha. Rồi, không có chuyện gì hết rồi, quay về người ơi. Rồi, có nghĩa là chúng ta thiết lập một cái phím tắt. À, một phím tắt. Cái phím bây giờ phím tắt là kết hợp với phím Enter á. À, để chúng ta truy xuất vào cái menu cho nó nhanh. Ha. Rồi. Ví dụ, phím C. Cái chữ cái đầu tiên là cái chữ H. Hay là cái chữ cái đầu tiên là cái chữ, hay là cái chữ mà các bạn muốn kết hợp với lại phím Enter á là phím O. Thì những cái chữ cái này nó sẽ gạch dưới ha. Thì cái này nó giúp cho cái tần suất truy xuất vào cái menu nó nhanh. Rồi. Sau đó là những cái menu item, những cái menu item, đây là những cái menu item đây. À, đây là những cái menu item. Thì trên đây là cái menu. Còn dưới đây là chính là những cái gì? Những cái menu item. Thì những cái menu item này chúng ta có thể tạo thông qua hai connector là menu item có một tham số là label, tức là cái tên của menu item. Và hoặc là chúng ta có thể để cái icon lần trước, các bạn thấy cái hình icon đúng không? À, chúng ta có thể để cái icon của chúng ta. Rồi. Tương tự Gmini item thì chúng ta vẫn có khả năng là add vào một số cái như là phím kết hợp ha, phím kết hợp. Đây. Set đây, phím kết hợp. Còn đây là phím nóng. Ha, phím nóng. Rồi, set enable có nghĩa là sao? Mình cho phép cái chức năng này nó hoạt động hay không hoạt động ha. Bây giờ mình set cái đồ này disable nó thì các bạn thấy nó chìm nè, không có sử dụng được, đúng không? Rồi. Đây là cái ví dụ ha. Chúng ta có cái mã phím là chữ O này ha. Và chúng ta có cái modify là cái phím Enter Left nữa ha. Rồi, như vậy phím Enter Left sẽ kết hợp với lại cái chữ O này, chúng ta sẽ truy cập được vào trong cái menu đó ha. Rồi. Sub menu chính là những cái menu con. Tức là trong cái menu cha này nó có menu con đúng không? Mà trong menu con này nó lại có cái menu con nữa. Thì nó kêu là sub menu. Được không? Đấy, sub menu. Sub menu tức là menu con. Được không? À. Còn này đâu phải gọi là sub menu. Nó là cha mà, đúng không? Thằng này là sub menu. Thằng này là những cái menu item. À, menu item là cái cuối cùng, là cái menu cuối cùng, không còn con nữa. À. Còn sub menu là menu con, khái niệm thôi nha. Về sự kiện thì các bạn, chúng ta có những sự kiện là action perform, tức là khi click vào trong cái menu á, ha, khi click vào trong cái menu thì một cái sự kiện sẽ xảy ra, đó là sự kiện action perform. Trên sự kiện này chúng ta sẽ xử lý một số cái tình huống, số cái hành động ha. Ví dụ chúng ta có thể đóng chương trình bằng cái lệnh là exit ha, cái hàm là exit của cái last system. À, số 0 có nghĩa là đóng chương trình một cách thành công, được không? G checkbox menu item tức là đặt tình huống cái menu item này là một cái checkbox, tức là người ta click vô trong đó thì nó có thể là check hoặc là không check, được không? Thì kêu là cái menu checkbox. À, để tạo menu checkbox thì nó cũng tương tự, các bạn thế thành cái chữ là checkbox menu item. À, tuy nhiên trong cái constructor thứ hai này nó có thuộc tính sau cùng, nó thuộc tính select đây, chi biết không? Lúc đầu nó có được check không? À, khi tạo ra cái checkbox menu item thì khởi tạo nó ban đầu thì anh có muốn là check vô hay không, mặc định á, mặc định anh có muốn check hay không. À, thì nếu mà anh muốn check thì select giá trị ở đây là true hay false, true ha, còn không check là false. Rồi, trong cái lab là checkbox menu item này nó có hai phương thức. À, chính ha, hai cái phương thức thông dụng đó là iterative, có nghĩa là sao, kiểm tra xem coi cái checkbox đó là hiện tại trạng thái của nó là check hay là không check. Set select là mình muốn thay đổi trạng thái nó, được không, là check hay là không check. Ví dụ set select false thì có nghĩa là mình thiết lập trạng thái nó là không check. À, và ngược lại. Đấy, ha. Tương tự radio button thì cũng vậy các bạn. Radio button thì đặt trường hợp menu item nó là một cái radio ha, và nó check theo kiểu này.
Thế thì radio button ấy nó check tạo ra cũng giống như là checkbox ha, tạo ra cũng giống như checkbox này. Rồi đó, chúng ta sẽ tạo ra một cái ứng dụng, một cái chương trình mà nó có một cái hệ thống menu ha. Rồi các bạn mở NetBeans lên. Cài chưa? Các bạn mở NetBeans lên ha. Rồi các bạn tạo cho thầy một cái đồ sách bằng cách là các bạn nhấn vào cái biểu tượng cộng này ha. Rồi tạo thầy một cái đồ sách, các bạn để đây là Java ha, và Java application mặc định next, sau đó các bạn đặt tên ha. Và chọn đường dẫn lưu trữ ha. Lưu trữ cái đồ sách của các bạn. Các bạn đặt tên ha. Rồi, ok. Rồi, máy thầy nó đã bị gì rồi. Rồi ok, rồi sau đó các bạn tạo giùm thầy một cái class và một cái Java class ha. Click chuột phải vào trong cái gói này nè, tạo ra một cái Java class. Rồi cũng đặt tên tương tự là main main view giao diện chính. Rồi các bạn nhấn finish. Rồi chúng ta bây giờ thực hiện code. Rồi bây giờ nếu như thầy có tạo, thầy muốn tạo ra một cái giao diện như thế này với một cái hệ thống menu như sau thì chúng ta làm sao nè? Trên đây là thanh menu nè, nó sẽ có menu file, edit và F. Trong file nó sẽ có open, style và exit. Trong edit nó sẽ có là undo, redo. Rồi đâu
option. Trong option thì nó sẽ có một số cái như là edit, undo, redo ha. Open file. Project dạng web, dạng application, ví dụ vậy. Rồi, cái này là Asus. Rồi, các bạn có thấy hệ thống menu của mình không? Cái này hệ thống menu không? Bây giờ đưa chuột vô file nó sẽ ra là gì? Project. Đưa chuột vô project nó sẽ ra là gì? Web, hoặc là gì? Application, ví dụ vậy ha, ví dụ vậy. Rồi, và đưa vô, đưa chuột vào trong cái thanh menu edit, nó sẽ có undo, redo, help. Rồi, như vậy để tạo ra cái này là cái gì? Đây mình có cái menu bar rồi. Đây, cái này là cái gì, kia là cái gì? Gmenu. Cái này là gì? Gmenu. A gì? Đây tầm, còn đây là gì? Shop Gmenu. Thì ở trong Java để tạo ra mình cũng dùng Gmenu, được không? Còn cái này là menu item. Được ha? Rồi, như vậy mình sẽ tạo ra mấy cái Gmenu đây. 1, 2, 3. Mấy cái menu item đây. 1, 2, 3, 4 nè, được không? Rồi ở dưới đây á, ở dưới menu file nó lại có cái menu file nữa là gì? Rồi xem. Rồi sau đó là hai cái này là cái menu ấy. Rồi nhớ chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện này. Đầu tiên để tạo ra một cái Z frame thì chúng ta phải kế thừa cái lát. Còn máy em đâu nữa? Thi gì vậy? Suy hả? Giỏi quá vậy. Rồi tạo canister này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái menu bar, đúng không? Menu bar, bar, menu. Rồi. Thiết lập thanh menu. Thiết lập thanh trên Gframe là chúng ta dùng công thức gì? Set, set gì nè? Set menu bar ha. Chúng ta đưa vào đó. Menu bar các bạn là thanh menu bar thôi ha. Menu bar. Rồi. Rồi sau đó là tạo ra các gì nè? Tạo các Z. Tạo các Z menu. Menu này tên là gì? File đúng không? Thì chúng ta đặt vào file luôn. Rồi, chúng ta đặt là file luôn.
nãy giờ gõ đâu rồi? Đâu? Nè à? Phải cái này đó. Cái đó để là khóa trước. Nãy gõ cái đóng thì đâu mất tiêu. Rồi tôi gõ lại ha. Reframe. Reframe. Rồi. Public. Tôi tạo constructor nha. Cái này không nói nữa nha. Rồi. Tạo thành menu à, tạo thành menu là C menu bar. Rồi. Sau đó thêm thanh menu vào reframe. Rồi. Set C menu bar. Rồi tạo menu file thì là z menu, chúng ta đặt tên là file luôn ha. Rồi chúng ta chuỗi là file. Rồi sau đó ai tạo menu file nè, edit nè, làm luôn nè, edit rồi gì nữa nào, đúng không? Rồi copy nè, các bạn thấy được copy nè, file này, edit. Sửa lại. Rồi sao nữa? Tạo cái gì? Tạo các menu gì? Item gồm có gì? Open. Sale. Exit. Undo, redo. Đúng rồi. Rồi ok. Như vậy là Z menu item ha. Open, đặt tên là open luôn. Sorry. Rồi. Tên là open. Rồi hãy copy. Open sale exist redo alo sửa lại sale. Redo. Alo. Rồi, các bạn gõ vô. Thế này chưa?